và các bên liên quan xúc tiến cuộc họp. Cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ông tin rằng đàm phán sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá tích cực về đàm phán Nga-Ukraine. Đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Ukraine. Trong hơn 2 tuần tại Vatican, Giáo hoàng Francis hôm nay đã bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự tại Ukraine. Ông kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán. Với nỗi buồn từ sâu thẳm trái tim, tôi thay mặt cho hàng triệu triệu người phản đối chiến tranh. Xin hãy dừng đánh bom và các cuộc tấn công lại. Hãy đưa ra những quyết định thực tế và có tính quyết đoán nhằm hướng đến đàm phán và hãy để hành lang nhân đạo được triển khai một cách hiệu quả và an toàn. Chính phủ Ấn Độ hôm nay cho biết sẽ tạm thời chuyển đại sứ quán nước này tại Ukraine sang Ba Lan. Theo thông báo đăng tải trên website Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, quyết định chuyển đại sứ quán sang địa điểm mới dựa trên đánh giá về tình hình an ninh trên thực địa ở Ukraine. Quyết định sẽ được xem xét lại khi có những... Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài xì te màu đỏ của hãng Aiva. Model này có tên mã là VW33. Công bằng mà nói thì đây là một cái con đài có thiết kế đẹp. Nó chỉ là một cái con đài một cục thôi, nhưng mà khi mới nhìn vào thì chúng ta có cảm giác như đây là một con đài ba cục. Nếu mà nói đây là một con đài màu đỏ thì cũng không ngoa, nhưng mà thực sự nó là một cái sự kết hợp của ba gam màu, đó là màu đỏ, màu đen và màu nhũ sáng. Cái điểm mạnh của con đài này đó là nó có FM 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Nó sở hữu hai cái củ toàn giải kích cỡ là 10 cm màng giấy gân lụa nhúng dầu và có hai cửa băng cassette nằm ở vị trí trung tâm. Về hình thức mặt trước của con đài này là tương đối ổn, bởi vì em có lấy chọn ngay từ đầu. Nhưng mà do thằng chủ hàng nó gói ẩu nên nhựa ở phía sau nó bị dập. Chính vì thế là em ngày hôm nay cho lên sẽ bán lỗ để bác khách nào đó thứ nhất là có kiến thức, thứ hai có kinh nghiệm, thứ ba là ham vọc vạch, yêu lao động thì bế nó về. Cái chỗ nào mà nhựa nó bị dập thì tiến hành xử lý lại. Em sẽ cố gắng điều chỉnh giá làm sao cho nó hợp lý nhất để bác khách mua cái con đài này còn ra tay để mà cứu vớt lại ở cái phần phía sau. Phần mặt trước thì em nghĩ là không cần phải can thiệp gì cả, bởi vì nó còn khá là ngon. Ở đoạn đầu video thì các bác đã được nghe em test một đoạn sóng FM. Nói chung là sóng FM bắt tốt. Bế mạc Paralympic tiếp tục được tổ chức tại sân vận động quốc gia. Đây là volume này. Buổi lễ mang chủ đề Vĩnh hằng trong ấm áp với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tôn Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế Andrew Parsons. Đây là chiếc áp chỉnh micro. Buổi lễ đã viết tiếp câu chuyện về bông hoa tuyết xuyên suốt 4 buổi khai mạc và bế mạc của Olympic và Paralympic mùa đông. Đây là cái 20% diễn viên tham gia buổi lễ để lấy sóng này. Nó được làm cách điệu, chúng ta cầm tay vào đây và để xoay. Tổ chức Olympic và Paralympic. Bụng sự thành công của chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các giá trị của Paralympic về lòng dũng cảm, sự quyết tâm, khích lệ và bình đẳng. Đặc biệt con đài này nó có cả đường lay in aux để chúng ta có thể cắm vào đây cái điện thoại. Nhưng cái đường lay in aux thì nó chia ra làm hai ngả với hai đường tín hiệu riêng biệt. Đó là đường L và đường R.
Có nghĩa là ví dụ như chúng ta muốn cắm cái điện thoại vào đây thì chúng ta phải chế hai cái rắc 3.5 dạng mono, một cái cắm vào đây, một cái cắm vào đây nha. Đường này thì em cũng đã có test sơ rồi, đường cắm điện thoại em có test sơ rồi. Muốn nghe điện thoại chúng ta gạt lên trên cùng này nha. Đây là lỗ phone cắm ra tai ngoài. Và đây là bên liên quan đến phần băng tape cassette. Cần phải nói thêm thế này, con đài này em có lấy chọn nhưng mà chủ hàng nó gói ẩu, cộng với cái việc bên chuyển phát nó có quang quật, do vậy là cái sóng chung, sóng AM bắt được nhưng nó kêu hơi nhỏ. Do vậy là em mới mong bán cho bác nào đó có kiến thức, có kinh nghiệm đó, và yêu lao động về để làm lại nó làm sao cho nó theo ý mình. Bây giờ em sẽ test một đoạn băng cassette. Việc phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 khiến cho đối thủ nó có hai cửa băng, và mỗi một cửa là có motor riêng, không có chung đụng gì cả. Đài zin tuyệt đối, zin chất bãi, nguyên đài cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Bây giờ em sẽ test cái cửa bên cửa B. Em thử tua. Vẫn tua được. Cửa B, cửa chính hát tốt. Chúng ta sẽ cho sang bên cửa A coi sao. Cửa này tiếng hơi đục, khả năng là đầu từ nó bị lệch, nhưng mà hát tiếng vẫn tròn, không bị méo. Như vậy là cả hai cửa băng cassette đều còn chạy. Em có tháo ra kiểm tra sơ bộ thì thấy dây cua loa nó vẫn còn, chưa đứt, chưa mủn, nhưng em nghĩ trùng rồi. Bây giờ em sẽ gập cái dâu anten xuống. Quai sách đầy đủ. Thực sự đây là một cái con đài có thiết kế khá là đẹp, trông nó có một cái nét phong cách mà tất cả những cái bác mà xưa nay yêu đồ cổ nhìn vào một cái là có cái cảm giác yêu mến ngay. Hệ thống đúng nút bên phần cassette được làm khá là đẹp. Góc bên tay trái chúng ta thấy đường nguồn AC 100V. Đây ạ, đây là cái lý do mà em bắt buộc phải bán lỗ này, do chủ hàng nó gói ẩu, các bác thấy chưa? Do vậy là phần vỏ phía sau nó bị dập, móc vào phía trong. Em làm biếng em chẳng muốn xử lý đâu. Đó, đây là móc vào này, sứt tí nhựa ở đây này. Và góc bên này cũng móc vào. Thực sự là hết sức là đau xót, bởi vì đây là một cái con đài mà em có lấy chọn ngay từ đầu. Nhưng mà thằng chủ hàng nó gói ẩu quá. Đài sử dụng 6 quả pin 9V. Pin này em cũng chưa test đâu,
Nói tóm lại là con này là em mới test đường điện AC 100V thôi. Pin này là pin đại các bác nhé. Pin to. Pin này dễ kiếm. Và đây là thông tin này. IVA, AM, FM Stereo Radio Cassette Recorder Model CSVW33. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 11W, điện áp DC 9V. Chỗ này cũng không biết là sản xuất ở khu vực nào. Nhưng mà thường thường những con đẹp như thế này thì không bao giờ có chuyện made in China rồi. Đẹp và khôn như thế này thì không phải là China rồi. Và thôi con này em chấp nhận bán lỗ khá nhiều. Em bán tròn 1 triệu. Lỗ mấy trăm ngàn này các bác ạ. Vì các bác biết rồi. Bây giờ 100 cái đài hàng bãi về đến Việt Nam thì may ra có một cái là có màu đỏ. Và 10 con màu đỏ được lựa ra thì may ra có một con đạt được đến cái nhan sắc tầm này. Đó. Do vậy là tất cả những con màu đỏ giá nhập vào là rất cao. Có những con cao hơn so với những con màu khác đến cả triệu bạc chứ không hề ít đâu ạ. Như các bác chơi những cái con như là sáp QT88 vỏ đỏ ấy, là các bác biết rồi. Những con vỏ đỏ QT88 nó sẽ giá nó sẽ lệch đáng kể so với một cái con QT88 màu xám hoặc là màu đen nha. Người Việt Nam ta thì cũng có khá nhiều người thích cái gam màu đỏ này. Có thể là nó hợp mệnh rồi thì hợp phong thủy nọ kia. Do vậy là em cũng cố gắng lùng kiếm những cái con màu đỏ về để phục vụ cái nhu cầu của những nhóm khách hàng thích cái gam màu này. Nhưng mà thực sự là nó cũng rất chỉ là rủi do vận chuyển về nó bị như vậy. Em bán chẵn 1 triệu miễn mặc cả trả giá. Bác nào mà có cái ý định gọi cho thằng Tư mà còn định mặc cả thêm ấy thì đừng gọi cho em làm gì, bởi vì chỉ 30 giây sau là em sẽ chặn số. Xưa nay em đưa đồ lên không phải để mặc cả. 1 triệu em không ship COD và không bao giờ bao ship. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận và đánh giá bản kế hoạch mới được Ủy ban châu Âu công bố về việc sẽ cắt ra lượng nhập khẩu. Chứ không có đủ khẩu còn hàng này thì còn khớp mới theo được tôi. Thế thì lạc hậu. Không được. Ông Mark Rutte cho rằng một số nước phải đánh giá lại chính sách năng lượng trước đây. Tôi có thể tưởng tượng rằng ví dụ như nước Đức có thể sẽ phải xem lại chính sách từ bỏ năng lượng hạt nhân của mình. Nhưng tôi nghĩ hiện tại mọi thứ đều đang đi đúng hướng một cách hợp lý chứ không giáo điều. Rằng châu Âu cần phải phụ thuộc ít hơn vào khí đốt và dầu mỏ của Nga càng sớm càng tốt. Nhưng việc này sẽ không diễn ra trong ngày mai. Đó là điều không thể. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh châu Âu, lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã cùng thống nhất đưa ra tuyên bố chung về tăng cường quyền tự chủ chiến lược. Theo đó, các nước châu Âu sẽ tăng cường quyền tự chủ chiến lược theo 3 trụ cột: an ninh, quốc phòng, năng lượng và kinh tế. Trong đó, tự chủ về năng lượng là cơ sở giúp các nước châu Âu triển khai các quyền tự chủ khác. Cũng theo tuyên bố chung này, những tác động về an ninh, quốc phòng, kinh tế từ những căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine buộc EU quyết tâm triển khai sớm các kế hoạch để tăng cường khả năng bảo vệ các nước thành viên.